Bây giờ, sau khi xem The Freestyle hoạt động ngoài trời tuyệt vời như thế nào, tôi chắc rằng bạn đang tự hỏi nó hoạt động như thế nào trong nhà. Hãy cùng tìm hiểu nào, bạn có thể sử dụng máy chiếu như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Với thiết kế thời trang, kích thước nhỏ gọn và chân đế xoay 180 độ. The Freestyle có thể được đặt ở bất cứ đâu trong nhà của bạn, chiếu trên bất kỳ bề mặt thích hợp nào mà không gặp vấn đề gì. Nếu khách hàng của bạn là người đã có gia đình, bạn nên chỉ ra rằng họ có thể dễ dàng chiếu các nội dung của con mình lên trần nhà và vui vẻ xem trước khi ngủ. Điều này giúp cho họ đi vào giấc ngủ nhanh và dễ dàng hơn. Khi bạn đang xem một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình, phần hấp dẫn nhất là gì? Đúng rồi, âm thanh. Nhưng việc kết nối thêm một loa Bluetooth có vẻ gây rắc rối khi mà bạn chỉ muốn ngồi và thư giãn. Đó là lý do vì sao The Freestyle lại có âm thanh vòm 360 độ tuyệt vời như vậy. Hãy tìm hiểu về nó. Không chỉ là một phần của thiết kế, các lỗ xung quanh thân The Freestyle là các lỗ loa âm thanh 360 độ. Hệ thống âm thanh 360 độ cao cấp này cho phép bạn hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim hoặc chương trình của mình mà không cần phải có một chiếc loa riêng. Và nói về âm thanh, hãy chơi vài bản nhạc nào. Ồ, làm thế nào để kết nối máy chiếu với điện thoại của bạn? Ok, chỉ cần chạm điện thoại vào bất cứ đâu trên bề mặt máy chiếu. Cái gì? Quá nhanh! Kết nối vô cùng dễ dàng. Bây giờ, hãy xem màn hình phát nhạc, video thay đổi theo nhạc. Nghe có vẻ khá tuyệt, phải không? Âm thanh đến từ mọi nơi